WHO hướng dẫn cách bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch COVID-19 dịp Tết. Tết là dịp để sum vầy nhưng đừng để những cuộc hẹn ngày Tết trở thành dịp lây nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại, giao lưu, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao. Cùng lúc có biến thể COVID-19 mới đang xuất hiện, nên người dân càng phải đề cao cảnh giác trước những nguy cơ dịch bệnh. Ngoài việc tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19, mọi người cần tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ để có một mùa Tết khỏe mạnh, an toàn, thường xuyên vệ sinh tay với nước và xà phòng, tiêm vaccine hoặc mũi tiêm nhắc lại khi đến lượt, đeo khẩu trang nơi đông người và trên phương tiện công cộng, che miệng khi ho hắt hơi, cách ly ở nhà nếu bạn mắc COVID-19 để bảo vệ những người khác. Hãy tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Thực hiện những biện pháp trên sẽ giúp mọi người có một kỳ nghỉ Tết an toàn hơn. Bên cạnh đó, WHO hướng dẫn người dân đón Tết an toàn và có kiểm soát bằng cách thực hiện một vài hành động đơn giản như giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cũng như các bệnh khác cho bạn và người thân bằng cách đeo khẩu trang khi ở nơi đông người, sát khuẩn tay thường xuyên và ở nhà nếu bạn ốm. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn đồ ăn thừa để lâu, luôn rửa sạch tay trước khi ăn. Hãy quan hệ tình dục một cách an toàn, nhớ rằng bao cao su có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây qua đường tình dục và cả nguy cơ có thai ngoài ý muốn. Uống đồ có cồn một cách có kiểm soát, ăn trước khi uống rượu bia, lên kế hoạch di chuyển và sau khi uống, tự biết giới hạn của bản thân và nhất là không lái xe sau khi uống rượu bia. Dù bạn đi lễ chùa, đi mua thực phẩm cho Tết hay vào quanh chợ hoa để tìm những cành đào, cây mai, cây quất, hãy nhớ bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ lây nhiễm. Tránh xa đám đông, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng đông người, sát khuẩn tay, sắm Tết an toàn, đem quà về cho mẹ chứ đừng đem bệnh về nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.